Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 2 hướng dẫn sử dụng phần mềm ISE của môn thực hành thiết kế vi mạch số với VSDL. Sang nội dung thứ tư, sử dụng phần mềm gắn chân. Phần một nhỏ là khởi động phần mềm. Sau khi tổng hợp thành công thì việc thực hiện gắn chân các ngõ vào ra của ứng dụng cho chip FPGA. Để thực hiện điều này thì chúng ta bấm vào dấu cộng của mục User Constraint. Khi bấm vào cái mục này thì nó sổ ra 4 mục con. Hãy bấm vào mục Input Output Pin Blending hay còn gọi là Blend Ahead. Khi đó có một menu xuất hiện hỏi bạn có đồng ý tạo file lưu trữ việc gắn chân hay không. Bạn tiến hành chọn Yes. Và khi đó phần mềm ISE sẽ khởi động một chương trình gắn chân cho ứng dụng chip FPGA như trong hình này. Và chương trình đó chính là chương trình Blend Ahead, có chức năng cho phép chúng ta gắn chân. Bạn hãy chờ cho phần mềm khởi động xong. Và trong quá trình phần mềm khởi động, nó có kiểm tra nối mạng để update phần mềm. Chúng ta có thể hủy bỏ phần update. Và sau khi khởi động xong, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh giao diện của phần mềm Blend Ahead. Trong giao diện này, chúng ta thấy có nhiều cửa sổ. Đây là cửa sổ dạng vỏ bucket của con chip XC3S500E BW208. Bốn cạnh của cái hình này chính là bốn hàng chân của con chip. Và đây là cửa sổ I/O port. Như vậy, phần khởi động phần mềm Blend Ahead để gắn chân đã thực hiện xong. Sang phần thứ hai của mục 2.4 là gắn chân. Hãy thực hiện các bước theo sau để tiến hành gắn chân. Chọn cửa sổ I/O port. Đây là cửa sổ I/O port và bấm vào dấu cộng của mục Scala port để mở rộng cửa sổ này ra. Khi chúng ta bấm vào cái dấu cộng này thì nó sẽ xuất hiện ra một cửa sổ và trong cửa sổ đó sẽ xuất hiện tên của các tín hiệu vào ra. Và đây là kết quả. Tên của các tín hiệu đã xuất hiện. Chúng ta đang mô tả cổng AND. Có hai ngõ vào là A và B và ngõ ra được đặt tên là Y. Ở mục hay là ở cột size chúng ta thấy chưa có thông tin gì cả. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn các chân cho các tín hiệu vào ra ở cột size này. Ta tiến hành gắn chân cho hai ngõ vào A và B của cổng AND tương đương với hai switch SW0 và SW1 có tên tương ứng là B169 và B175. Bạn hãy để con trỏ vào cột size tương ứng với tín hiệu A và gõ vào chữ B169, nhấn Enter 2 lần. Khi đó con trỏ sẽ xuống cột tiếp theo tương ứng với tín hiệu B, rồi gõ vào chữ B175. Nhấn Enter 1 lần thì nó sẽ xuống cột tiếp theo tương ứng với tín hiệu ngõ ra là Y và đánh vào chữ B28. Sau khi thực hiện công việc xong, tức là sau khi thực hiện việc gắn chân đúng với các tên này xong, thì bạn tiến hành lưu file. Rồi trở lại phần mềm ISE Design để tiếp tục. Như vậy, bước thứ hai thực hiện việc gắn chân đã thực hiện xong. Chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục sang phần 2.5.